Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 421. Bài này nằm trong khóa học cơ bản 11, chuyên đề bài toán nâng cao về kim loại sắt, tác dụng với hỗn hợp gồm có H cộng NO3 trừ. Đặc điểm của sắt khi phản ứng với H cộng NO3 trừ là nó xảy ra có thể có 3 phản ứng như thế này. Trong 3 phản ứng này, thầy chú ý là có phản ứng số 2 này và phản ứng số 3 này là không hề có thứ tự mà nó xảy ra đồng thời. Vì thế, sắt có thể lên sắt 3, có thể lên sắt 2 hoặc có thể lên cả 2. Việc khó nhất của bài toán này là các em phải chứng minh trường hợp nào là trường hợp đúng. Để xử lý được loại toán này, các em cần nắm vững cho thầy bốn cái phương pháp giải cơ bản mà thầy thống kê ở đây. Bạn nào đó còn lạ với phương pháp nào, chúng ta xem tức lại những video mà thầy minh họa để các em rút ra được kinh nghiệm cho mình. Cụ thể vào bài toán mã số ID 421 này, thầy có như sau. Ở trong bài mã số 4 ID 421 này, thầy dùng thêm một phương pháp nữa được gọi là phương pháp quy đổi phản ứng. Các em hình dung là sắt thả vào hỗn hợp hai axit này, sau đó thả đồng vào. Như vậy kết quả là thầy sẽ coi sắt và đồng cùng phản ứng với hai axit này. Như vậy thầy đã quy đổi phản ứng như vậy. Kết quả thầy có là sắt là x mol, đồng là số mol có sẵn rồi. H2S4 và HNO3 ban đầu. X của thầy gồm có sắt của thầy phải là sắt 2 bởi vì sau khi thả đồng vào thì đồng phản ứng với sắt 3 chuyển hết về sắt 2. Đồng 2, S42 trừ, N3 trừ. Khí NO của thầy có số mol sẵn là 0,07. 0,07 là tổng hai chỗ, 0,05 cộng 0,02. Cộng với nước. Bây giờ người ta yêu cầu tìm ra sắt. Rất là đơn giản thôi. Các em có hai lựa chọn. Một là bảo toàn E theo cách thông thường. Đây gọi là bảo toàn E. Các em có sắt lên 2 cho 2E là 2X, đồng cho 2E. NO nhận, vậy tìm ra x bằng 0,0725. Kết quả M bằng 4,06 gram. Đáp án thầy có là B luôn. Đó. Cách thứ hai là thầy dùng phương pháp là đổi E lấy điện tích. Các em có như sau. S42 trừ và NO3 trừ của thầy, tổng điện tích âm của nó sẽ phải bằng số E nhận, bằng 0,07 nhân 3. Đó. Đồng 2 cộng biết rồi. Vậy tìm sắt bằng cách là bảo toàn điện tích. Các em cũng tìm ra được là 0,0725. Và kết quả thầy có giá trị của M là bằng 4,06. Thầy nghĩ là cái cách thứ hai này này, cái cách mà sử dụng đổi E lấy điện tích này này, thầy minh họa để các em hiểu hơn về cái kỹ thuật đây, đổi E lấy điện tích. Đó. Thế còn trần trụi cơ bản, chúng ta cứ dùng bảo toàn E thầy như này, ngắn gọn cũng được, không vấn đề gì cả. Nếu các em thấy khó hiểu ở cái phần đổi E lấy điện tích này.